nay rất là vui mừng. Và sau một cái kỳ thi rất là căng thẳng thì hôm nay các em đã được nhóm chụp ảnh ghi lại những cái kỷ niệm đẹp, những hình ảnh đẹp nhất trong cái đời học sinh của các em. Thì sau cái buổi này các em lại tiếp tục vào ôn tập và sẽ tích lũy kiến thức để cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đạt được cái thành tích cao nhất. Và qua cái buổi này tôi cũng rất là mong muốn các em tiếp tục duy trì những cái niềm vui, những cái hào hứng của tuổi trẻ để các em sẽ phấn đấu trong tương lai và hy vọng các em sẽ thành công trong cuộc sống. Tạm biệt nơi quán xa tôi vẫn hay ngồi.